Trong video này mình sẽ giới thiệu với phía bạn về phương pháp 70-20-10. Thì đây là một cái nguyên tắc, một phương pháp về sự học hỏi và phát triển của bạn nói chung trong tất cả các kỹ năng và nói riêng trong SEO. Cũng là thứ mà được sử dụng tại Google rất là nhiều trong cái việc training nhân sự đào tạo ở đây. Đây là một cái tài liệu mà mình nghiên cứu, mình theo dõi qua bên phía cựu CEO của Google, Eric kể lại. Thì đây tài liệu ấy là định nghĩa của nó như sau: sự phát triển nói chung á bắt đầu bằng việc nhận ra nhu cầu hiện tại hoặc tương lai và động lực để làm điều gì về nó. Điều này có thể đến từ phản hồi, một sai lầm, xem phản ứng của người khác, thất bại hoặc không theo kịp một nhiệm vụ, nói cách khác từ kinh nghiệm. Tỷ lệ cược là sự phát triển nó sẽ khoảng 70% từ kinh nghiệm tại chỗ, làm việc trên các nhiệm vụ và vấn đề khoảng 20% từ phản hồi và làm việc xung quanh các ví dụ tốt xấu về nhu cầu và 10% từ khóa học và đọc. Thì đây em phân tích như sau. Có nghĩa là 70% kiến thức của bên phía bạn nó ngấm vô bên trong bạn và bạn hiểu rõ về nó và bạn đạt được thành quả được từ nó đó. Nó phải tới từ việc rằng khả năng của bạn đó, khi bạn học xong đó bạn áp dụng vô thực tế. Đôi khi bạn áp dụng xong bạn sẽ vấp ngã, bạn làm sai, sau đó bạn tự bối rối hay bạn không biết rằng lúc mà bạn áp dụng có đúng hay sai. Nên dần khi bạn vấp ngã, bạn làm chưa chuẩn, bạn khó khăn, từ từ bạn vượt qua nó thì bạn tự đúc kết lại được và bạn bắt đầu là nhớ kiến thức lâu hơn và bắt đầu thấy rõ độ hiệu quả hơn và bắt đầu bạn thành thục cái kỹ năng đó hơn. Và 20% á, nó tới từ việc là phản hồi nhóm, cấp trên hay là cố vấn. Có nghĩa rằng là nhóm thấy bạn làm sai, cố vấn phát triển như bên phía bạn, 20% tới là nó. 10% á, là qua khóa học, qua sách mà bạn đã đọc. Đúng, có điều này có nghĩa rằng là khóa học anti-mastermind, cho dù có hai cách mấy đi chăng nữa cho, và cũng bất kỳ một cái sách nào bạn đọc á, thì nó mới chiếm 10% mà thôi về sự thành công của bên phía bạn. Điều này cũng có nghĩa rằng là đây cũng là lý do mà bạn cần group hỗ trợ, đó group NLT của bên phía mình hỗ trợ trên Facebook và những event bên phía GTV mình tổ chức ra khi mà bạn đăng ký khóa học NLT, cũng như các sách để hỗ trợ trong quá trình này đạt cái hiệu quả một cách tốt nhất, và cũng như là những cái phương pháp sau, những cái video sau mình cũng giúp cho phía bạn về vấn đề này. Nhưng mà ở đây mình muốn nói là như thế này, điều này có nghĩa rằng bạn đừng chỉ coi qua toàn bộ xong video mà không có thực hành gì, chỉ ngồi thấy bối rối, bạn không biết làm áp dụng từ đâu thì chắc chắn bạn sẽ không đạt được hiệu quả tốt, không đạt được cái kết quả gì. Rubin Sharma, một người thầy bên phía mình hay được học á, nói rằng là ý tưởng mà không có hành động thì chỉ là ảo tưởng. Jim Rohn á, một trong những người mà về sự phát triển về bản thân á, cũng nói một câu gần như là tương tự. Nếu như á, bạn chỉ học hỏi và tiếp thu kiến thức thôi á, thì bạn sẽ trở nên ngu ngốc. Nhưng nếu như bạn áp dụng những kiến thức đó vô bên trong cuộc sống hàng ngày của bên phía bạn á, thì bạn sẽ trở nên thịnh vượng. Điều quan trọng nhất ở đây, để bởi vì khi mà bạn muốn tạo ra kết quả từ câu chuyện học hỏi của bên phía mình, cũng như tạo ra kết quả thực sự, thứ hạng tăng trưởng, traffic nó vô, doanh thu đơn hàng hay những thứ liên quan á, bạn bắt buộc bạn phải ứng dụng nó, cho dù rằng nó là bạn không có hiểu, cho dù rằng bạn còn nó bối rối, nhưng mà bắt buộc phải tìm cách nào đó ứng dụng nó. Hoặc nếu bạn bối rối thì bạn cứ hỏi và bạn cố gắng áp, cái quan trọng là vẫn là áp dụng để bạn có thể đúc kết được và bạn nhớ lâu hơn và bạn hiểu sâu hơn, thì đây bạn cũng tạo ra kết quả hiệu quả trong cái khóa học NLT Mastermind này một cách tốt nhất được. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.